Chào tất cả mọi người nha. Thì hồi nãy Phúc có lên một cái video phân tích về điểm mấu chốt trong hợp đồng của Lộc Phụ Hồ và anh chủ nhà. Thì ngay sau đó, khi video này được phát sóng và được nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người, thì Phúc đã nhận được một gậy cảnh báo bản quyền từ chính anh chủ nhà luôn các bạn. Và gậy bản quyền đó là trong video Phúc đã có sử dụng hình ảnh của anh chủ nhà, nhưng mà thực tế thì video Phúc không hề có sử dụng hình ảnh gì hết. Do đó là đây là cái video để Phúc nói cho mọi người biết á, là cái thủ đoạn của anh này như thế nào. Anh này có thể bất chấp hết mọi thứ để có thể làm report những cái kênh khác. Và đây là video mà Phúc chia sẻ với mọi người, và Phúc sẽ lấy lại cái bản quyền của Phúc. Phúc sẽ khiếu nại lên YouTube và đồng thời sẽ cho anh này một bài học thích đáng.